Chào cô chú anh chị các bạn em. Nay tiếp tục đi theo mấy anh thợ cưa. Cưa tràm tiếp tục. Đây. Sửa sẵn hạ cái cây tràm này tiếp tục nha cả nhà. Đây. Đây cái hai cây này nó nghiêng về đường. Đó. Ở trong đây là vườn cao su. Cao su bên mông có người ở. Đây là nhà của người ta ở. Giữ cao su chừng hai mấy mẫu à. Còn anh thợ đó đang trèo lên cột dây. Đó. Đây là móc dây nha, móc dây gị nha cả nhà. Đây, cái tràm cao chót vót. Cao hơn cây cao su nữa. Rồi giáng hương nữa. Đây là cây giáng hương. Đó, cây giáng hương này cả nhà. Còn có mấy cây à. Đó đây cây tuốt đẳng cây nữa. Đó cây bự bự đẳng á. Đó. Đó cây đó đó. Giáng hương. Giáng hương có bông rồi hả? Đây, anh thợ đây, anh thợ đang làm. Có hộp con rụng về trồng hả? Đây là gốc giáng hương nha cả nhà. Cái này làm bàn hen. Ừ. Lật lên đục đẽo rồi làm bàn. Hai gốc nhỏ cháu lại, ráp lại. Không, cái mình chơi kè kiểu gỡ đó, kiểu đó làm được. Chơi kiểu luôn hả? Có ghế không? Ghế là đủ, chỉ làm kiếm gốc khác làm đôm. Lại đốn cây tiếp. Này mót là này ha. Ừ, để lại. Ừ, giống hương nè. Mấy cái lồ con này được tại nó để đánh bóng rồi đó. Ừ. Dạ. Cái này giống hương không có lúa không á. Ừ. Cái này con đó. Đây là ở giống hương. Lạ ha. Này lật lại ra, lật lại cái là có cái bàn liền á. Có, này có mặt bàn. Bàn dưới á. Mà nó cứ không chưa liền. Ừ, bào đó, giờ mình làm bàn lát rồi. Mình bào. Ừ. Có đâu. Mấy góc này trăm chai không làm. Rồi. Dán hương đồ mà, bao gồm, nó còn không? Lấy một mắt coi. Đất không à? Đất. Cái này chắc nó đào lên đó. Cô bé môi lên nó trồng cao su á. Rồi giờ cưa tràm nha cả nhà. Ừ đâu đây nè. Này mới nè, này mới nè chứ đâu phải lâu rồi đâu. Đất còn nè. Để lâu hư á. Mới gãy nè. Này nó để nó làm chuyện nè. Gốc giáng hương đó cả nhà. Đây là kêu gò giáng hương, đây là trồng giáng hương không? Hồi xưa Thank you.
lọt vô cái cây này luôn. Xong nha cái nhà, chiều rồi xong, kết thúc một buổi chiều. Mai huyền thoại vô cẩu về rồi, bye bye cái nhà nha, bye ông thợ cưa.